Xin kính chào quý anh chị đã đến với kênh Trang Nhà Phố. Hiện tại em đang có mặt trên cung đường biển Trần Phú của thành phố Nha Trang. Và phía sau lưng em đây là ngã ba giao giữa đường Trần Phú và đường Tô Hiệu. Hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị một ngôi nhà nằm từ cái vị trí em đang đứng đây đi vào phía bên trong đường Tô Hiệu tầm 400m, rất là gần ạ, rất là gần biển luôn nha quý anh chị. Và ngôi nhà này thì là một trệt một lầu và có diện tích là 138m2. Và hiện tại chủ đang rao với giá là 12 tỷ 500 triệu đồng. Vâng, quý anh chị quan tâm thì cùng theo chân em đi vào phía bên trong ngôi nhà xem chi tiết bên trong ngôi nhà nhé. Vâng, đây là đoạn ngã ba giao giữa đường Trần Phú và đường Tô Hiệu ạ. Ở đây có một cây xăng ở đây ạ. Vâng, đây, xung quanh đây thì có rất là nhiều các cái nhà hàng, quán ăn, hải sản phía bên tay trái đường nha quý anh chị. Hiện tại em đang đi quay là vào lúc tầm 9-10 giờ sáng nên là cái đường này thì là khá là vắng người và hôm nay là ngày trong tuần nữa. Nếu mà với những cái ngày cuối tuần và đặc biệt là vào buổi chiều đấy ạ, lúc tầm khoảng độ 4-5 giờ chiều ạ, là cung đường này rất là tấp nập người qua lại và rất là tấp nập những cái khách hàng, những cái khách du lịch cũng vậy ạ, tập trung ở đây rất là nhiều, ăn lựa chọn những cái quán hải sản ở đây ăn với cái giá cả rất là phải chăng luôn nha quý anh chị. Vâng, chúng ta sẽ rẽ phải đi vào tầm 20m nữa là sẽ đến cái ngôi nhà mà hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị đây ạ. Đây, ngôi nhà nằm trong hẻm nhưng mà ô tô ra vào thoải mái luôn nha quý anh chị. Đây, ngôi nhà một trệt, một lầu, có diện tích là 138,5m2, có chiều ngang là 5m và dài vào là tầm 26-27m nha quý anh chị. Và ngôi nhà này thì có hướng đông nam nên rất là mát mẻ luôn nha quý anh chị. Vâng, và bây giờ thì em sẽ quay vào chi tiết cho quý anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn. Phía đây là có con đường, con hẻm trước mặt, trước khi rẽ vào ngôi nhà. Hẻm này thì ô tô ra vào thoải mái luôn nhạ, rộng tầm khoảng độ 6-7m luôn nha quý anh chị. Và hôm nay thì anh em bạn đường, đồng nghiệp của em đến đây cũng tác nghiệp rất là nhiều luôn. Và đây, ngôi nhà này thì có diện tích rất là rộng nên là có một khoảng sân phía trước. Chúng ta có thể để xe ô tô hoặc là có thể buổi chiều đến chúng ta có thể ngồi ở ngoài này chơi hoặc là sinh hoạt buổi chiều ở ngoài này cũng sẽ rất là hợp lý luôn nha quý anh chị. Đây, chúng ta có thể trồng thêm một số loại cây cảnh ở phía bên ngoài này nữa đây ạ. Và tiếp theo là chúng ta sẽ bước vào không gian của phòng khách. Đây, phòng khách rất là rộng luôn nha quý anh chị. Một không gian khá là ấm cúng phải không ạ? Ngôi nhà này thì cũng đã được xây dựng cách đây một thời gian rồi, chắc cũng phải tầm đến 7 đến 10 năm rồi đây nha quý anh chị. Thiết kế thì cũng không phải là mới nữa nhưng mà vẫn hiện tại bây giờ chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Chúng ta chỉ cần sửa sang lại một chút thôi, sơn sửa lại một chút thôi là chúng ta đã có thể ở được nha quý anh chị. Vừa rồi là gian bếp, tiếp theo là ở đây có một cái nhà vệ sinh ở dưới tầng 1 này đây ạ. Tiếp theo ở phía bên trong này có một phòng ngủ và đặc biệt là có một cái view, có một cái mảnh vườn ở phía sau này đây ạ. Cảm giác là cái phòng này nhìn ra rất là nhiều sinh khí và rất là cảm giác cái có một cái mảnh vườn phía đằng sau này rất là mát mắt luôn nha quý anh chị. Hiện tại thì đang có cây khế và một số các cây khác. Quý anh chị về có thể cải tạo lại cái mảnh vườn này, trồng thêm một số cái loại cây mà chúng ta yêu thích nữa thì sẽ có một mảnh vườn rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Đây, cả một cái khu phía sau này là để trống làm sân vườn. Đây, nhìn những cái quả khế già, cảm giác cái ngôi nhà có một cái gì đấy rất là xanh mát luôn nha quý anh chị. Và ngôi nhà này thì rất là gần biển vì thế nên ngôi nhà rất là trong lành và mát mẻ luôn nha quý anh chị. Ở đây thì chúng ta có một cái khu để phơi đồ và để máy giặt. Phơi đồ ở dưới tầng trệt này cũng rất là tiện lợi ạ, chúng ta không phải leo lên trên tầng luôn ạ. Đây, ở dưới tầng trệt này thì là sẽ có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn và có một phòng vệ sinh. Đây sẽ rất là phù hợp cho những gia đình có những cái người lớn tuổi, có bố mẹ lớn tuổi thì sẽ không phải leo cầu thang. Ở ngay dưới tầng trệt này là chúng ta sinh hoạt sẽ rất là thuận lợi luôn. Và đặc biệt là ngôi nhà này thì rất là gần biển, cách biển mà chúng ta đi cái đường Tô Hiệu vừa rồi vào á, là chỉ tầm khoảng 400m thôi. Là hàng ngày là có thể ra ngoài biển đi bộ, ra tắm biển hoặc là buổi sáng tập thể dục, chạy thể dục bên ngoài bãi biển chẳng hạn. Sống ở cạnh biển cũng có rất là nhiều các cái tiện ích nha quý anh chị. Đây là không gian của phòng khách và bây giờ em xin mời quý anh chị cùng theo chân em đi lên tầng trên. Ngôi nhà này thì cũng được xây dựng khá là một thời gian
trước rồi nhưng mà khá là vững chắc nha quý anh chị. Ngôi nhà này thì được kết cấu khá là vững chắc luôn. Hiện tại thì chỉ có một trệt một lầu thôi, nhưng mà diện tích rộng nên ngôi nhà, đặc biệt cái thiết kế đây ạ, có cái giếng trời ở khu vực này làm cho ngôi nhà rất là sáng và thông thoáng luôn nha quý anh chị. Cảm giác cái luồng sinh khí trong ngôi nhà này rất là nhiều luôn nha quý anh chị. Đây, ở đây thì có một cái phòng gọi là phòng khách ở trên lầu trên đây, sinh hoạt chung ở trên lầu trên. Và trên này cũng có 3 phòng ngủ và có một phòng ngủ master ở ngoài này nha quý anh chị. Đây ạ. Thiết kế ngày xưa nên cũng khá đơn giản thôi. Về nhà quý anh chị muốn thiết kế lại thì chúng ta có thể sửa sang lại một chút ạ. Cái ngôi nhà này thì có hướng đông nam nha quý anh chị. Vì thế nên là ánh là không 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 bị nắng chiếu vào trực diện đâu nha quý anh chị. Rất là mát luôn ạ. Đây ở trong phòng ngủ này thì sẽ có một nhà vệ sinh và có lắp đặt đầy đủ tủ giường và điều hòa rồi, nhưng mà vì là ngôi nhà này cũng đã được xây dựng một thời gian rồi nên hiện tại cái tường là đã có dấu hiệu của bị việc thấm và bị ẩm mốc, về chúng ta có thể sửa sang lại ạ. Với cái giá là 12 tỷ rưỡi thì với cái ngôi nhà này thì cũng thực sự là hơi cao một chút, bản thân cá nhân em thì thấy hơi cao bởi vì ngôi nhà thì là nó cũng không phải là mới nữa, nhưng mà bù lại thì cái thiết kế thì cũng khá là thoáng thông thoáng. Tùy vào cái nhu cầu của quý anh chị sau này về ở thì có thể sửa sang thiết kế lại. Còn cái giá cả thì quý anh chị có thể gặp trực tiếp với chủ nhà để thương lượng. Còn với bản thân em Trang thì thấy cái giá 12 tỷ rưỡi này thì cũng hơi cao một chút. Thì cái vấn đề này có thể quý anh chị có thể gặp trực tiếp chủ nhà và thương lượng giá phù hợp thì chúng ta sẽ tiến hành. Này ở bên cạnh này sẽ có 2 phòng ngủ. Phòng này là dành cho các bé nha quý anh chị. Diện tích là 138 m² nên là rất là rộng rãi thoải mái cho khi mà thiết kế xây dựng. Và đặc biệt là ngôi nhà thì ở rất là gần biển luôn ạ. Gần với từ đường Tô Hiệu mà đi vào ngôi nhà thì chỉ tầm khoảng 20 m thôi. Mà từ đây mà ra ngoài biển thì chỉ tầm khoảng độ 400 m ạ. Thiết kế ngày xưa nhưng mà lại khá là thông thoáng giúp cho ngôi nhà cảm giác có rất là nhiều sinh khí nha quý anh chị. Đây có một cái giếng trời rất là to rộng ở giữa ngôi nhà, cấp ánh sáng cho toàn bộ ngôi nhà. Cảm giác là ngôi nhà rất là thông thoáng luôn ạ. Và để cho quý anh chị có thể dễ hình dung nhất thì bây giờ em sẽ mở cái Google Map lên cho quý anh chị có thể hình dung được rõ hơn cái vị trí ngôi nhà ở đâu tại thành phố Nha Trang nha. Đây, ngôi nhà hiện tại em đang ở ngôi nhà ở vị trí cái ghim định vị màu xanh đấy nha quý anh chị. Cách cái đường Tô Hiệu tầm khoảng độ 20 m và ra biển Nha Trang, ra cái đường Trần Phú tầm khoảng độ 400 m là chúng ta đã có thể ra đến được phía đấy rồi. Và ngôi nhà này thì nằm ở Vĩnh Nguyên của thành phố Nha Trang, nằm ở khu vực phía Nam nha quý anh chị. Đây ạ, khu vực phía Nam của thành phố Nha Trang nha. Đây, quý anh chị có thể nhìn thấy sát với biển luôn. Xung quanh cái khu vực nhà ở mình ở đây thì có các cái tiện ích xung quanh rất là nhiều luôn ạ. Nói về các cái tiện ích như trường học hay là chợ hay là bệnh viện thì rất là gần rồi. Trong bán kính 500 m là có đầy đủ, có chợ Bình Tân này, có chợ Cửa Bé này, có bệnh viện Tâm Trí này, có bệnh viện Vinmec này. Đây ạ, và đặc biệt là ở đây thì rất là gần với Viện Hải Dương Học. Ra Viện Hải Dương Học rất là gần ạ. Và ra cáp treo, ra khu vực từ cáp treo mà đi ra đi sang Vinpearl cũng rất là gần luôn nha quý anh chị. Vâng, và quý anh chị quan tâm đến ngôi nhà này thì hãy liên hệ cho em Trang theo số điện thoại em để trên màn hình nha. Ngôi nhà có thể sẽ phù hợp hoặc chưa phù hợp với một số quý anh chị đang xem video thì xin quý anh chị hãy cứ liên hệ cho em Trang, cho em biết nhu cầu của quý anh chị đang là gì, muốn tìm nhà ở khu vực nào và cần tìm nhà mức tài chính đang là bao nhiêu thì em sẽ tìm những cái sản phẩm phù hợp nhất để gửi tới quý anh chị ạ. Vâng, em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở trong những video tiếp theo nha.